Vậy thì bây giờ đối với cái môn thứ hai này là chúng ta sẽ đi, chúng ta làm việc với cái môn thứ hai này là chúng ta làm việc với GP7S. À, và chúng ta sẽ làm việc nhiều cái thành phần cơm hôm trước là chúng ta mới đi qua, chúng ta nhìn cái tổng quan thôi. Rồi thì bây giờ cái quan trọng nhất khi mà mình thao tác với GP7S chính là cách chúng ta làm việc với Serverless. Thì hôm trước mình thấy rằng là mỗi cái request lên trên cái website của mình thì Serverless là cái nơi mà tiến hành nó nhận cái request đó, giống như cái controller trong mô hình MVC. Và cụ thể là chúng ta có hai cái hàm do get và do post để chúng ta thực hiện các hành động của mình. Đúng chưa bạn? Đó là chúng ta còn bữa là chúng ta tổ chức tới cái phần đó. Rồi, vậy thì bây giờ khi mà chúng ta tổ chức một cái dự án đó thì các bạn sẽ thấy rằng một cái serverless của mình nó có thể thực hiện nhiều cái chức năng khác nhau, chứ không phải chỉ đơn thuần là vô do get mình làm gì đó xong mình đón cái trang lên. Ví dụ như là bây giờ mình chia serverless giống như một cái controller, ví dụ giống như account controller hoặc là notice controller hoặc là một cái canary controller, thì mình thấy rằng là mỗi một cái controller như vậy hoặc là một cái serverless như vậy nó sẽ có thể chứa nhiều cái chức năng sở hữu bên trong. Ví dụ như là thầy có cái serverless account, trong đó thầy muốn show danh sách tài khoản, thầy muốn cho người ta thêm tài khoản mới, cho người ta sửa tài khoản, cho người ta xóa tài khoản, cho người ta cập nhật tài khoản, cho người ta đăng nhập, cho người ta change profile, làm đủ kiểu hết. Được các bạn, thì trong trường hợp này chúng ta có thể tổ chức nhiều cái hành động vào trong một cái serverless. Rồi, vậy thì bây giờ khi mà chúng ta tổ chức như vậy á, thì để phân biệt những cái hành động này với hành động kia, chúng ta nhờ query string để chúng ta làm cho nó. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tổ chức một cái đồ set của mình, ở trong đó một cái serverless chúng ta sẽ nhận nhiều cái xử lý bên trong. À, rồi vậy thì giờ chúng ta bắt đầu ha. Rồi mình điêu một cái đồ set mới luôn. Chúng ta sẽ có một cái đồ set mới. Đây là Miss Web Process ha. Quan trọng nhất của cái môn này là chúng ta làm việc răn rẽ giữa GP và serverless nha các bạn. Lấy dữ liệu, truyền tải dữ liệu, tổ chức các hành động xử lý trong cái serverless ha. Rồi, vậy thì bây giờ ở đây chúng ta có demo buổi 1. Demo buổi 1 GP serverless. Serverless. Server tầm cát ha. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta tạo một cái file đầu tiên. Vậy thì bây giờ trong cái file này nè, chúng ta sẽ chứa một số cái liên kết. Mình sẽ giả lập số cái liên kết. Và khi mà người sử dụng được ra chọn lên cái file đó, thì chúng ta gọi về serverless để chúng ta làm các cái hành động cho nó. Nha. Rồi, vậy thì bây giờ trong trường hợp này, thứ nhất là các bạn tạo một cái file web.xml để chúng ta có cái trang chạy đầu tiên nha. Vậy thì ở đây chúng ta phát sinh ra cái file web.xml. Chọn lên trên đầu set, chúng ta có server.json nha. Index rồi, vậy thôi mình lấy cái main index thì mình làm cái trang chạy chính đầu tiên luôn. Đó, chúng ta có index.gp. Cái này bắt đầu chúng ta làm rồi đó. Rồi, vậy thì trong web content tạo ra cái file index.gp này đi mọi người. Và sau này là trong cái serverless mình phải chứa nhiều hành động bên trong nha.
nhóm chung với Thần Xuân Lâu mình hay tổ chức vậy đó. Nhưng mà đối với Thần Xuân Lâu thì có sự chia tất hàm hơi khác so với lâu này. Bởi vì lâu này là chúng ta chỉ có hai cái hàm do get to bot để nhận cái request theo hình thức get và bot lên thôi. Được nha. Kìa không lớp ơi. Rồi vậy thầy bây giờ mình có một cái file index chấm zip trong cái folder web content nè, quan trọng nhất là cái phần tương tác này. Rồi vậy thì ở đây chúng ta nêu, chúng ta tạo một cái file zip này là index. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ cần có cái servlet để chúng ta nhận những cái xử lý khi mà cái trang người sử dụng người ta liếc chuột lên những cái liên kết hoặc là cái nút của cái index này. Được chưa mọi người? Rồi vậy thì bây giờ trong trường hợp này các bạn tạo một cái bucket scheduler, cái này là hôm trước cái buổi đầu là chúng ta có làm rồi đó, à, bucket scheduler rồi tạo servlet rồi. Rồi vậy thì bây giờ chúng ta sẽ có bucket scheduler. Chúng ta có bucket scheduler. Rồi và bây giờ trong này các bạn tạo một cái serverless, chúng ta đặt là demo controller. Chúng ta tạo một cái serverless demo controller. Một serverless, đó là serverless. Rồi, chúng ta đặt nó lại là demo. Đây, A cộng web serverless ha. Thì nó là demo. Kiểu mọi người, các bạn nhớ chuyển về MySQL là Java 3 đó, để mình dễ nhìn cái mấy cái giao diện hỗ trợ cho lập trình web của Java. Thì ở trong clip nó hỗ trợ cái MySQL này để chúng ta có thể chuyển đổi qua lại những cái loại ứng dụng. Rồi, thì chờ chút xíu nha. Có GPAR đó. À, vậy thì bây giờ bắt đầu ở trong cái file index.zip nè. Thứ nhất là chúng ta có một số cái liên kết đi. Vậy thì bây giờ giả sử các bạn vào trong này, các bạn sẽ cho một số cái liên kết cho cái file index. Rồi giả sử mình sẽ có cái công việc 1 nè, đó, một cái request gì đó để lên. Rồi mình sẽ có công việc 2 nè, mình có công việc 3 nè, đó. Thì chút xíu nữa ở dưới mình sẽ có những cái form nữa nha. Bây giờ mình sẽ giải quyết trước cái trường hợp mà chúng ta sẽ có nhiều cái liên kết chúng ta xử lý. Thì các bạn cứ hình dung một cái controller của mình, chúng ta sẽ có hành động ép tài khoản, chúng ta có hành động xóa tài khoản, chúng ta có hành động cập nhật tài khoản, chúng ta có hành động tìm tài khoản, chúng ta có hành động login vân vân đó. Hoặc là chúng ta có robust controller thì chúng ta thêm sản phẩm, xóa sản phẩm, cập nhật sản phẩm vân vân đó. Thì đây chúng ta đang làm thử cái mô tả như vậy. Vậy thì bây giờ khi người sử dụng chạy lên, người ta thấy những cái liên kết này, người ta liếc chuột vô. Thì bây giờ mình thấy rằng là mình muốn một cái serverless nó xử lý nhiều cái hành động. Thì bây giờ thứ nhất là những cái liên kết này đều phải gọi tới cái serverless demo của mình. Đúng không các bạn? Đều gọi về demo. Và cụ thể hơn là vào trong cái hàm nào các bạn? Vào trong cái hàm nào trong cái demo này? Do get, đúng chưa mọi người? Nhưng mà bây giờ nó có một cái hàm do get à. Bây giờ làm sao phân biệt ông nào vợ? Làm sao biết cái liên kết 1 được chọn, liên kết 2 được chọn, liên kết 3 được chọn? Thì cái câu trả lời chính là nhờ query string. Nhờ query string để chúng ta phân biệt. Do đó bây giờ trong trường hợp này, giả sử mình sẽ đánh dấu cho cái ông quận 1 này là một cái query string gì đó. Ví dụ như là mình sẽ đặt cho nó cái viết vở gì đó, mình để nó quận 1 đó. Cái tên này tùy ý, cái này là quý sao, này là tự mình tổ chức, được không các bạn? Rồi tương tự như vậy, nếu mà người ta liếc chuột vào trong cái liên kết quận 2 thì mình sẽ có bên vỡ quận 2. Mà người ta liếc chuột quận 3 thì mình có bên vỡ quận 3. Thì các bạn thấy rằng với cái cách tổ chức này thì tất cả những cái liên kết của mình đều gọi về cái hàm do get của demo controller, nhưng mà chúng ta có thêm cái tham số query string nữa. Mỗi mình có làm cái tham số query string này rồi.
được ha. Cái lập trình web từ cái chuyện mà sử dụng WordStream là không bao giờ hiểu được đó. Vậy thì bây giờ trong trường hợp này bắt đầu mình thấy rằng nhờ giá trị WordStream mà chúng ta sẽ tiến hành xử lý khác nhau. Vậy thì bây giờ mình mong muốn như vậy nè, khi người ta chọn vào trong quận 1, chúng ta gọi về cái hàng do guest ở trong cái controller demo, chúng ta làm một số cái hành động gì đó xong, chúng ta load cái trang quận 1 chấm cp lên. Mong muốn nó như vậy, tương tự như vậy trong quận 2, quận 3. Do đó bây giờ mình còn gần 3 cái trang con, quận 1 chấm cp, quận 2 chấm cp và quận 3 chấm cp. Nếu bạn tạo ra 3 trang đó được ha. À, chúng ta sẽ cần có 300 con trong cái phần lập web tuyệt vời. Rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ có 3 cái trang con nè, quận 1, quận 2, quận 3. Quận 1 nè. Rồi, trong này mình để chữ quận 1 ha. Rồi, mình sẽ có quận 2 và quận 3, gấp ra cái và xong lên. Rồi, quận 2 và gấp và chúng ta có quận 3. Rồi, 3 trang con. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta bắt đầu quay về demo controller để chúng ta tổ chức cái code ở trong Vue.js. Thì bây giờ các bạn thấy rằng nếu mà mình tổ chức không tốt thì tất cả mọi cái code mình dồn vô mình viết trong Vue.js chứ gì nữa. Như vậy không hay. Mà bây giờ mỗi cái hành động chúng ta sẽ tách ra thành những cái hàm ngang hàng với Vue.js và Vue.bot. Sau đó ứng với cái nào gọi cái hàm sẽ vô xài. Nó giống như cái hàm Vue.men mà trước mình hay biết tới dạng console vậy đó. Vue.men chỉ là cái nơi gọi những cái hàm khác vô thôi, chúng ta không biết cái gì bên trong đó chừng á. Vậy thì trong trường hợp này mình sẽ tổ chức như vậy các bạn. Mình giả sử mình có những cái hàm tương ứng với các cái hành động đó. Ví dụ thầy có cái hàm quận 1 ở đây. Thì trong cái hàm quận 1 này chúng ta làm cái gì đó xong rồi, chúng ta sẽ load cái trang quận 1.cp lên. Đúng không mọi người? Vậy thì trong trường hợp này chúng ta gọi request đứng từ servlet mà mình muốn gọi cái trang lên thì mình lấy đối tượng request. Thì các bạn cần ở đây là chúng ta có request và response. Thì ở đây các bạn có thể góp cái này vô, chúng ta đưa hai cái hàm, đưa hai cái biến request và response, nó giống như Vue.js đó. Nhưng mà thường á mình làm cái này cho do cái hàm đầu tiên thì mình lớn lại, chứ lần sau thì mình góp nguyên cái hàm Vue.js, mình sửa cái tên mình là xong ngay cho nó lại á. Được các mọi người. Thôi làm vậy luôn cho nó nhanh. Vậy thì giờ mình sẽ góp cái ông Vue.js xuống, mình sửa thành quận 1. Đó. Rồi, như vậy là xong cái hàm quận 1 rồi đó. Các bạn góp cái hàm Vue.js này xuống thành cái quận 1 cho nó. Đây có chút nó giống hệ xét cái tên thôi, mấy tên số cái điều không, à không sao đâu, không sao đâu, không sao đâu, cái dòng này không quan trọng các bạn ha, cái dòng này không quan trọng, nhưng mà thật sự mình xóa nó luôn á, chứ không giữ gì trơn á. À, cái dòng đó để nó xô ra cái chữ gì đó cho biết là vô xem là lét thôi chứ không có ý nghĩa. Rồi vậy thì bây giờ trong trường hợp này chúng ta muốn rằng là ở trong quận 1 chúng ta sẽ gọi request, chúng ta gọi get request dispatcher để mình load lên cái hàm quận 1 chấm cái quay quận 1 chấm cp. Vậy thì trong trường hợp này các bạn lấy request nè, load lên cái quay quận 1 chấm cp thì các bạn giống như cái demo của cái môn trước nha, get request dispatcher nè, chỉ ra tới cái file quận 1.cp. Rồi chúng ta forward request response. Đó, còn mình muốn chuyển tham số mình làm gì đó thì có phải là hôm bữa là mình đã làm rất là nhiều chỗ này chưa? Request set attribute qua một cái biến gì đó, một cái chuỗi gì đó, một cái đối tượng, một cái list đối tượng. Đó thì cái buổi đầu mấy cái môn đầu tiên là chúng ta đã làm cái chuyện đó rồi. Đó thì cái chấm chấm là mình muốn làm thêm hành động gì nữa thì mình viết ở đây.
Rồi tương tự như vậy chúng ta có hàm quận 2, quận 3 nha các bạn. Các bạn làm nha, cho nó gọi lên quận 1, quận 2, quận 3. Rồi lấy xuống cái chúng ta có quật 2 nè, chúng ta gọi cái file quật 2.gp nè, chúng ta có quật 3 nè, gọi cái quật 3.gp nè, được nha. Rồi vậy thì bây giờ là có những cái xử lý riêng rồi. Vậy thì bây giờ trong Servlet lúc nào vậy nó sẽ vào do get do bot, do đó vào do get do bot gọi mấy cái hàm thì vô nó xài. Mà làm sao biết được là người ta đang chọn hành động nào thì nhờ cái query string hồi nãy đó. Được chưa mọi người? Như vậy là trong cái hàm do get mình sẽ đi lấy về giá trị của query string xảy gì quên ta. Lấy giá trị query string get parameter, lấy giá trị query string nó hứng về cho mình một cái chuỗi. Thì hồi nãy mình khai báo bê phở thì bây giờ mình hứng về bê phở. Rồi là bây giờ mình biết tắt cho cái chữ bay á ha. Rồi vậy thì bây giờ nếu đó ở trong này mình phải if L, nếu mà nó là quật 1 chúng ta bỏ vô trong này, nếu nó là quật 1 thì trong trường hợp này gọi cái hàm quật 1 ở dưới lên xài. Đó, như vậy là người ta chọn cái hành động nào, mình biết cái hành động đó và mình gọi về cái thực hiện tương ứng. Ngược lại, nếu mà chúng ta đang chọn là cái quật 2, đó, thì chúng ta gọi về cái hàm quật 2 chúng ta làm. Do đó các bạn thấy cứ như vậy L if cho những cái hành động khác nhau. Và do get to bot là cái nơi gọi các cái xử lý vô thôi, không có làm gì trong đó hết. Đó ha. Ngược lại nữa, nếu mà cái query string người ta đang chọn hiện giờ là quật 3, nhớ trong Java so sánh chuỗi chúng ta sử dụng echo hoặc là echo in ok ha. Chúng ta gọi quật 3 lên xài. Đó. Rồi như vậy là một cái serverless chúng ta đã tiến hành cho nó chứa nhiều cái xử lý bên trong. Rồi có thể chạy thử nha. Đó, nếu có nữa thì cứ eo yếp nữa và gọi cái hàm cần xử lý mà. Được không? Đó thì mong muốn là mình chọn cái trang nào. Thì nó sẽ đi gọi về cái trang tương ứng với cái hành động đó ha. Cái link đó thế này. Rồi chọn đồ set run on server. Để với tên cast luôn. Chúng ta start lên. Rồi. Dễ thôi, có các bạn thấy cái có tốt chúng tổ chức thì đơn giản thôi, do get do bot chỉ là cái nơi gọi những cái hành động khác vào xong chuyện. Rồi vậy thì bây giờ chạy thử cái đi các bạn, chọn thử mấy cái linkers coi nó đúng như cái chúng ta mong muốn hay không. Chọn vào trong quận 1 gọi về demo và chỉ ra cái hành động quận 1, nó load cái quận 1 lên nè. Đó, rồi chọn vô quật 3 cái lost quật 3 lên nè. Đó, một cái do get chúng ta xử lý nhiều hành động được rồi nè. Được nha, đó nhờ query string. Rồi mình làm template rồi là xài cái cơ chế này nha. Rồi mình sẽ dùng template được đó. Về phong tốt ơi. Cần chờ không? Nó thì mấy cái phần sau như bên buộc thì mình sẽ làm mẹ thôi. Bên mốt cũng vậy, giả sử một cái serverless của mình cần hứng nhiều cái submit của nhiều cái form lên, nó sợ nó submit cái, hoặc là nó login nó submit cái,
nó thêm cái account mới, nó cũng submit cái, nó update tài khoản, nó cũng submit cái, đúng chưa mọi người? Đó, thì rõ ràng trong Dubois chúng ta cũng có thể thực hiện nhiều hành động khác nhau. Câu trả lời là giờ where is Jim nữa, vẫn chỉ giờ where is Jim thôi, lúc cái cấu trúc tổ chức của mình hiện giờ. Đó, dễ hiểu thôi. Vậy thì bây giờ là nếu các bạn xong rồi thì chúng ta vào trong cái hàm index, giả sử giờ mình gắn hai cái form vô, mình giả lập cho hai cái sự kiện khác nhau được ha. Xong chưa lớp ơi, xong cái này chưa các bạn? Được ha. Đó, dễ hiểu rồi, không gì khó khăn. Chúng ta vào trong index, chúng ta sẽ đi gắn tiếp các cái form. Giả sử mình có view set đi, để mình sẽ đi phân biệt cái form này form kia. Ví dụ như là S, ví dụ ở đây là mình sẽ có là S account đi. Ví dụ như vậy, lấy cái ngữ cảnh của một cái tài khoản luôn. Chỗ này là mình cho người ta S account nè. Đó, mình sử dụng đi gần ha. Rồi, giờ có cái form nè. Ủa, bữa là mình làm việc trong form là mình mới lấy cái giá trị của TikTok thôi đúng không mọi người? Chứ chưa có chatbot, chưa có radio, chưa có cầm bộ bóc, chưa có cầm file đúng không? Rồi, ok. Rồi, vậy thì cái form của mình là chúng ta có methods là post nè, action. Vậy thì cái action này chính là chúng ta gọi về demo controller của mình đó. Và cần biết cái form nào submit lên thì chúng ta nhờ query string các bạn. Thí dụ như là mình để chỗ này là s gái, nó nhờ cái query string này mà nó phân biệt được là cái ông nào đang gọi lên nó. Rồi vậy thì bây giờ ở trong này các bạn cho một cái nút submit đi các bạn, input size submit nè, value giả sử là chúng ta có s account đi. À, chúng ta có cái nút s gái. Đó, vậy thì mong muốn liếc chuột vào nó cái làm gì đó xong nội ai mình hay luôn xuất cơ sở điều gì đó đưa vào cho cái trang welcome hoặc là cái trang gì đó vân vân. Nên là thì đó là cái sự liên tiếp theo. Vậy thì bây giờ chúng ta giả sử chúng ta sẽ cần có một cái trang s.cp đi các bạn. Các bạn tạo cái file cp mới s.cp ha. Đó, mình đặt theo đúng cái giống như này để mình dễ coi. Rồi, vậy thì ở trong web content nè, chúng ta sẽ cần có một cái file zip mới, mình đặt nó là s ở đây. Đó, ví dụ mình để là s account chỗ này đi, ví dụ vậy. Đó. Sau này mình sẽ tổ chức lại nha, chứ mình không có để mấy cái file zip luôn tuần như vậy đâu. Tại vì ở đây là mình đang tập trung vô cái serverless trước. Rồi, sau này là mỗi cái serverless chúng ta sẽ có cái folder riêng, nó giống như AppDataMVC là mỗi cái controller là chúng ta phải có folder riêng ở trong cái folder view gì đó. À, chúng ta sẽ tổ chức như vậy. Và ở ngoài này là chỉ thấy một cái file là các file index còn, chứ không có để gì luôn luôn lên đây hết trơn á. Chúng ta sẽ tổ chức được lớn lại. Rồi, mình có cái form nữa đi. Vậy thì giả sử là chúng ta có cái form login nữa đi. Đó, add account xong rồi. Giả sử mình có cái form thứ hai là là cái form login chỗ này. Đó, mình có cái view set nữa. Mình sẽ để chỗ này là login. Đó, có nghĩa là nhiều cái form mình cùng gọi tới một cái serverless. Rồi, và chỗ cái nút này mình để login. Và cái chỗ B này mình B bằng login. Xong. Đó. Như vậy rõ ràng là cái hàm do what là chúng ta cần phải xử lý hai ông này chứ gì nữa. Cái ông S và cái ông login làm giống như lúc nãy là chúng ta cũng cần viết hai cái hàm riêng ở ngoài. Và sau đó gửi nó vào trong cái hàm Dubois. Tại vì cái giá trị của cái query string mà chúng ta đang submit lên. Được không các bạn? Vậy thì giờ nếu các bạn xong rồi thì vào trong cái hàm Dubois lấy giá trị rồi lớp làm thử đi lớp. Đó, chúng ta viết những cái hàm xử lý tương ứng. À, và bây giờ khi người sử dụng mà người ta chọn vào trong này cái thì gọi về ở trong demo controller và ở trong này giờ mình copy cái hàm Dubois này xuống đi các bạn cho nó nhanh và chúng ta sẽ sửa nó lại thành cái hàm S nè. Rồi chúng ta sẽ copy nó xuống cái nè, chúng ta sửa nó lại thành login nè. Như vậy là có hai cái hàm xử lý cho cái hành động submit rồi. Đó, và chúng ta sẽ đi lấy giá trị qua, chúng ta sẽ gọi cái trang lên.
Vậy thì ở đây chúng ta sẽ có gọi cái trang vô chúng ta xài nè. Ở đây là S nè. Và ở đây là chúng ta có lọc ghiền nè. Rồi. Rồi các bạn gọi vô trong cái hàm robot nha. Chúng ta làm tự trước nha. Nếu mà mình chuyển giá trị trong cái form á hả, thì nhờ cái request ở đây mình muốn lấy giá trị gì ở đây thì mình request làm giống hệt như cái bài hôm trước, guess parameter chỗ này muốn lấy cái gì lấy, ví dụ lấy như chỗ này vô username thì vẫn ứng về bình thường đó, cứ biết nó cho bọc gì checkbox mà hả, checkbox ra đồ mang cái phần mấy cái hình cho khác là thầy sẽ chỉ tiếp nha. À, mình sẽ có cái phần nói về những cái hình cho khác rồi, tại vì hôm trước cái môn kia là tưởng tượng sơ qua là mình lướt qua thôi đó, mình sẽ môn này mình đi sâu vô mình lấy những cái giá trị khác ngoài các checkbox hôm trước, còn checkbox, còn checkbox list, radio, còn vô box, còn file, còn handle nên mình sẽ không được đó. Còn mình muốn xử lý với cái quân gì nữa thì đó, ngay cái đó mình biết giống như hôm trước chúng ta. Rồi vậy thì trong Dobot lấy giá trị của query stream ra đi, chúng ta sẽ có request nè, get parameter nè, chỉ biến b phở ra, nếu mà b phở nó đang là s thì gọi cái hàm s vô xài đó vậy thôi. Ngược lại nếu b phở nó là login thì đi gọi login vô xài vậy thôi đó. Sau đó mình sử dụng, chúng ta chọn cái nào submit lên thì chúng ta gọi xuống cái hạt từ đây được ha. Đó, do đó giờ tôi guest tôi bố trong cái tổ chức của mình bây giờ là chỉ là cái nơi gọi những cái hàm xử lý ở ngoài vô thôi. À, sau này tổ chức như vậy nha. Đó, ví dụ như mình có cái form thêm xuất sửa dữ liệu vân vân, như tổ chức như vậy. Rồi, thì giờ ha, chúng ta cũng đã qua được cái phần này.